ví dụ hơi mập mập chút được không? Ông, tôi đề nghị mai mốt nói cái chữ mập ông đừng có nhìn vô tôi nha. Thấy chưa, mọi người thấy bạn kiếm chuyện không? Người ta nói bên đàn trai thôi cũng đi cài. Quay ra ống kính nhìn ống kính đi, tại sao có phải liếc qua tôi một cái rồi mới trở mặt qua bên kia? Bây giờ ví dụ nhà trai hơi mập mập chút được thôi. Mà ngày hôm nay, ngay tại đây, giờ phút này ta gặp nhau, đó là một cơ duyên. Thì anh nghĩ rằng là hai chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và có thể một tiến tới xa hơn. Mà em yên tâm, anh tự tin là anh sẽ là một bờ vai vững chắc để che chở cho em, đi cùng em, đồng hành lên đến suốt cuộc đời. Anh tự tin về điều đó. Rồi, mời nhà trai. Rồi em trai. Bây giờ mình có rung không? Cưng có rung không? Rung có hả? Không có gì rung hết trơn á. Bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình chút xíu đi. Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh. Xin chào. Em chào bạn Nam bên cạnh cùng tất cả các cô chú và các bạn trong trường quay. Em tên là Võ Xuân Hằng, năm nay em 32 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương ạ. Em làm nghề gì? Dạ, em làm nhân viên phòng nhân sự của một công ty sản xuất ạ. À, vậy đó hả? Làm ở Bình Dương? Dạ. Sống ở Bình Dương luôn? Dạ, đúng rồi. Mời nhà trai. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào cưng. Chào quý khán giả và bạn nữ bên kia hàng rào. Em tên là Nguyễn Văn Cường, năm nay 32 tuổi. Em đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Cường làm gì? Dạ, công việc của em là tôi vẫn nhớ mỗi khi em đối diện, ánh mắt nhìn với góc độ đường cong, lòng xốn sang khi quỷ tích xoay vòng, hồn tôi để giao em đường tiếp tuyến. Anh Linh có đón được em là người gì? Anh Linh có thấy những từ khóa trong bài thơ em không? Giáo viên hả? Dạ, đúng rồi anh Linh ạ. Em là giáo viên toán lý, đồng thời là trưởng phòng của công ty cổ phần giáo dục công nghệ ạ. Thôi vậy hay rồi đó. Dạ. Vô đề hay đó. Dạ. Hai bạn này cùng tuổi, em thấy hay không? Dạ có. Hay mà ha. Dễ thương đó. Dạ. Ưu điểm khuyết điểm của nhà gái là gì? Ưu điểm của em là tính cách của em rất là tự lập. Em sống thì giàu tình cảm và em rất là yêu thương động vật đó. Em thì người yêu thì em chưa có, nhưng mà chó thì em có cả chục con. Chó thì em có cả chục con. À, chó có cả chục con nghe. Mình có khuyết điểm gì không cưng? Dạ, em thì em cũng hay quên lắm ạ. Nhiều khi đi ngoài đường á, có người chào em á, thì nhiều khi em nhận ra họ. Đến khi mà họ gặp em, họ chào lần thứ ba luôn, xong em mới nhận nhỏ rồi, hình như là mình có biết người này. Vậy nhiều khi tới bây giờ là em cũng nhớ ra là em quen họ như thế nào, họ là ai luôn. Là hay quên hay đản trí chút xíu thôi. Nhiều khi thấy tủi thân dễ sợ. Phụ nữ hay nói người yêu chưa có, nhưng chó em có rồi. Chó có cả chục con. Bởi vì mới khổ. Vậy sẵn luôn mình nói về người yêu đi. Thiệt. Mình được, mình đã có mấy người yêu. Thật ra thì em cũng có trải qua hai mối tình rồi. Thật ra thì em thấy nó cũng chưa có sâu sắc lắm. Tại vì trước đây á, thì em tập trung vào trong cái vấn đề công việc và gia đình quá nhiều đi. Cho nên là em cũng hơi hời hợt với lại cái thế giới xung quanh quá. Thì có lẽ là mình đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội rồi. Thì nay thì em đến với chương trình thì rất hy vọng là mình có thể tìm được một mạch kép hoàn hảo cho mình. Để mình có thể, hai bên có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong cái mối quan hệ. Hai mối tình kia là chỉ là nhẹ nhàng thôi? Thì mối tình đầu tiên của em thì cũng lâu rồi chị, cách đây cũng khoảng 6-7 năm về trước rồi. Còn mối tình gần nhất thì cách đây khoảng 1 năm thôi. Tụi em thì quen nhau cũng được gần 1 năm. Nhưng mà tại vì tính cách của em thì em cũng khá là trầm tính, ít nói. Bạn ấy thì cũng giống như em, cho nên là có thể là hai bạn chưa có biết cách để giải bày tâm tư với nhau nhiều hơn, cho nên là mình không có tiến xa được trong cái mối quan hệ đó. Ok. Đó là mời nhà trai ạ. Dạ, về ưu điểm của em á thì tính em dễ thương, hòa đồng, thân thiện, vui vẻ và rất là trung thực. Còn về điểm yếu thì em cũng ít nói, với lại có nhiều khi đôi khi mình làm việc quá nhiều đi nên có những lúc em hơi bị mất cân bằng cuộc sống. Nên đến em thấy rằng là có lẽ do cũng cô đơn quá nên là mình cứ lao công việc nhiều á. Nên bây giờ là quyết định đến chương trình này, mong chương trình tìm được một nửa yêu thương của mình để mà không còn cô đơn nữa, cuộc sống em có cân bằng
một cách trọn vẹn. Dễ thương. Hai bạn có cái mong muốn giống nhau ghê luôn á. Dạ, nhưng mà bên đó là có mấy mối tình rồi? Dạ, từ xưa đến giờ em đã chưa có tình nào. Chưa có tình dạ, nào? Chưa có. Thầy giáo người ta chưa có mối tình dạ, nào? Dạ, thầy. Dạ. Thầy chưa có mối tình nào luôn á hả? Chưa có. Nói về mối tình chính thức thì em chưa có mối tình nào. Dạ. À, lúc mà sinh viên thì em tính lúc đó nó quá nhát đi. Không được như bây giờ, mạnh dạn như bây giờ. Hồi xưa quá nhát. À, cũng tạo áp lực cho nhà gái tôi ghê chứ. Nói chung á là em phải là cái người mà gọi là hướng dẫn đó. Nhưng mà lỡ như em thích người chủ động hơn em thì sao? Đó, nghe chưa? Dạ, thầy, dạ. Cổ thích người chủ động. Bây giờ ta chủ động được rồi nè. Thì đó, chút xíu thầy phải chủ động nghe chưa? Dạ, yên tâm. Dạ, yên tâm. Dạ. Nha. Không, à, không phải là em không có mối tình nào mà em thiếu kinh nghiệm đâu chị. Dạ, chưa chắc. Vậy là bây giờ thầy nói luôn đi, thầy mong muốn cái một nửa của mình sẽ như thế nào? Thầy tưởng tượng, thầy ước mơ làm sao nè? Dạ, em muốn một mảnh ghép của em á là một bạn nữ về ngoại hình nó cao khoảng 1m6 trở lên. 6 trở lên. Tóc dài hay ngắn gì cũng được. Dạ. Về ngoại hình ưa nhìn, cảm tình là được. Vì lại có công việc thu nhập là được. Dạ. Rồi còn em sao? Em nói cho thầy nghe đi, cái mong muốn của một nửa của em như thế nào? Dạ, em thì cũng đơn giản lắm. Thì ngoại hình cũng khoảng 1m6 trở lên, tại vì cao hơn em là được. Nói chung là vừa người, không mập quá cũng không ốm quá. Tính cách thế thì phải chín chắn, trưởng thành và sống phải có trách nhiệm. Phải biết tự giác, tự ý thức á. Ví dụ như trong công việc gia đình thì ví dụ như sau này có tiếng xa được á. Ví dụ như thấy vợ bận làm cái này hoặc là vất vả quá thì phải tự giác, tự ý thức để làm chứ không cần phải đợi vợ nhắc. Chào con gái. Dạ em chào anh. Em nói thích người không mập quá, không ốm quá hả? Dạ. Ví dụ hơi mập mập chút được không? Ông, tôi đề nghị mai mốt nói cái chữ mập ông đừng có nhìn cho tôi nha. Thấy chưa, mọi người thấy bạn kiếm chuyện không? Người ta nói bên đàn trai thôi cũng đi cài. Quay ra ống kính, nhìn ống kính đi. Tại sao cứ phải liếc qua tôi một cái rồi mới trở mặt qua bên kia? Bây giờ, ví dụ nhà trai hơi mập mập chút được không? Dạ, trả lời đi cưng, trả tôi lời hỏi cho. Tôi nhìn đây mà tôi hỏi nhà gái đó. Trả lời nhìn qua đi. Kia mà ông dân bà chửi. Được dạ, không? Dạ, mập mập xíu được cũng được. Nhưng mà không phải là mập quá, béo béo quá. Quan trọng là mình có sức khỏe là được ha. Dạ. Bây giờ là em không thích điều gì đàn ông? Em không thích bạn nam hút thuốc. Tính tình thì đừng có bảo thủ và khuôn phép quá. Thầy giáo nãy giờ dễ thương lắm, cởi mở. Bây giờ mình muốn một mẫu hình lý tưởng như thế nào? Em đeo kính cận. Em thì em cũng có ấn tượng với một số bạn nam bị cận giống em. Ai có ý kiến em sao? Thầy có cận không thầy? Không, thì em không cận. À thầy không cận. Không cận. Lấy kiến đeo vô. Lấy kính mát đây cũng được. Kính mát đây cũng được. Em cũng không có yêu cầu nhiều lắm về cái ngoại hình lắm. Chủ yếu là tính cách của bạn có hòa hợp được với tính cách của đúng em rồi. Hay không. Em đi với ai vậy? Đáng lẽ là hôm nay em đến với mẹ em. Nhưng mà vì một số lý do nên mẹ em không có đến được. Thì trước khi đến đây thì mẹ cũng nhắn nhủ là con gái đến chương trình thì cố gắng làm dở con rể về cho mẹ. Thôi coi như chị đại diện cho gia đình bên nhà gái nha. Ok. Trai đi với ai? Dạ, hôm nay em đến với mẹ, chị dâu và thầy Minh, đồng nghiệp của em. À, mẹ, chị dâu, thầy Minh nữa ha. Dạ. Rồi bây giờ đầu tiên mẹ đi. Thì đến đây để tìm dâu. Cháu này cũng được, thôi hai đứa cho nhau một cơ hội đi. Dạ, đó mẹ đơn giản, xúc tích vậy đó. Thôi hai đứa bấm nút đi hai đứa ơi. Mẹ thấy được rồi đó. Rồi, xin mời thầy Minh. Chào chị Hồng Vân. Dạ, chào thầy. Dạ, chào bạn nữ và các nhà gái. Anh muốn nói về... em Cường là một người đồng nghiệp, cũng là một người em. Thì trong công việc thì cũng rất là nhiệt tình, song sáo và sống rất là tình cảm. Do cũng quá hiền từ đi. Thì em nghĩ hôm nay hai đứa đến với chương trình cũng là một cái duyên, một cái cơ hội. Anh nghĩ là hạnh phúc thì cần phải bổ sung cho nhau những cái khiếm khuyết. Em Cường sẽ vì quá là nhút nhát, rụt rè. Thì mong là em bổ sung những cái đức tính đó cho Cường. Mà hai đứa có thể hạnh phúc hơn trong cái tương lai. Anh xin hết hai đứa nên cho nhau một cơ hội. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào để cho hai bên gặp mặt. Mở rào. Nhưng buổi gặp gỡ hôm nay anh có tặng những quà.
Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có món quà muốn tặng anh. Em thì rất thích là xương rồng, bởi vì trong bất cứ tình huống khắc nghiệt nào thì xương rồng muốn luôn mạnh mẽ vươn lên. Rồi em mở quà đi của thầy đi, coi là thầy tặng cái gì. Chai nước hoa phải không anh? Thì đây hy vọng là cái mùa này nó đặc trưng, khi em sử dụng nó em sẽ nhớ đến người tặng. Dạ. Mùa đặc trưng. Chúng ta có thể trao đổi về cảm nhận lần đầu tiên mình gặp mặt đó. Qua cuộc trò chuyện của anh Hùng Linh và chị Hồng Vân thì bây giờ hai ta đã gặp đối diện với nhau. Thì em cảm nhận về anh như thế nào? Ấn tượng đầu tiên á thì em thấy lúc nãy là được biết là anh là thầy giáo, thì em nghĩ là đúng chuẩn của thầy giáo luôn rồi. Hiện tại thì ấn tượng ban đầu cũng khá là tốt ạ. Thì biết là anh cảm thấy em thế nào? Thì trong tưởng tượng của anh bây giờ thấy trực tiếp em á, nó cũng giống 80% gì là tưởng tượng. Một cô gái xinh xắn dễ thương. Cảm ơn. Mịn màng chống chẻo. Công việc của em bên nhân sự, quản lý nhân sự đó, mình làm giờ hành chính không em? Em làm nhân sự tổng hợp luôn ạ. Tất cả các vấn đề liên quan về công lương, tuyển dụng, chế độ phúc lợi. Vậy là chắc mình làm giờ hành chính trong tuần thôi đúng không? Dạ đúng rồi. Thứ bảy nhật cuối tuần là em có thời gian rảnh nhiều. Thứ bảy thì em làm tuần nghỉ. Chủ nhật thì tất nhiên là em được nghỉ rồi. Vậy chúng ta sẽ có nhiều thời gian để hẹn hò. Yeah. Rồi bây giờ thầy giáo có thể biểu diễn một cái tiết mục đó cho cô giáo với cho em gái xem nè. Đeo mắt kiến kêu ta cô giáo luôn. Ừ. Đến chương trình này em có cái chuẩn bị một ca khúc. Cái tên của bài hát này nó cũng có ý nghĩa. Đó là chính nơi đây là nơi tình yêu sẽ bắt đầu. Ca khúc Nơi Tình Yêu Bắt Đầu. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ. Mình ngồi cạnh thật lâu, bên nhau lặng lẽ. Đêm nay mơ, bỗng nhiên anh lại nhớ em. Trong cơn gió đông về, phải chăng khi biết yêu, giấc mơ là nơi bắt đầu. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để dẫn lối em anh về. Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi, để anh biết em cần anh. Và thời gian ơi xin hãy ngừng trốn đây, để những dấu yêu đông này, một vòng tay anh khao khát một giấc mơ. Anh đã yêu em người ơi. Thầy giáo hát rất là thoải mái. Bên nhà gái mình có hát đáp lời không? Em thì hát không có hay lắm. Kể được em ơi, quan trọng là hát ấn tượng thôi. Bữa nào mời thầy giáo về nhà anh hát một bữa. Dạ em cũng xin hát một đoạn ngắn là: vì yêu là nhớ, vì yêu là mơ. Một lần gặp gỡ đã ngỡ, đã thấy đắm say một đời. Nhiều năm trôi qua cũng sẽ không phôi phai. Nguyện cầu hạnh phúc mãi bên đôi ta. Bây giờ thầy giáo có thể nói với tất cả những suy nghĩ của mình về người đối diện. Hai chúng mình đăng ký tham gia chương trình. Mà ngày hôm nay, ngay tại đây, giờ hút này, chúng ta gặp nhau, đó là một cơ duyên. Thì anh nghĩ rằng là hai chúng ta nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu và có thể một tiến tới xa hơn. Mà em yên tâm, anh tự tin là anh sẽ là bờ vai vững chắc để che chở cho em, đi cùng em, đồng hành em đến suốt cuộc đời. Anh tự tin về điều đó. Ok, rồi. Để tay mình rút bấm đi. Bây giờ mình để tay nút bấm đi. Rồi, 1, 2, 3. Chúc mừng. Chúc mừng thầy giáo nha. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay nhau, để nắm chặt tay nhau nha. Dạ, thưa hai bác. Xin bác cho con với Hằng được chính thức quen nhau, chính thức hẹn hò, tìm hiểu. Và hai bác cứ yên tâm, những gì lúc nãy con nói là chắc chắn, thật 100%, là uy tín của con. Rồi. Những gì con nói con sẽ làm được. Hai bác yên tâm. Hai bác ở nhà yên tâm nha. Sẵn vậy xin phép hai bác đi cho hung lên má em Hằng nha. Dạ, con xin phép hai bác được hung em Hằng. Dạ. Hay quá, thầy giáo chưa yêu lần nào nha. Thầy rất là mạnh dạn nha. Đúng rồi, thầy rất là tự tin luôn đó. Dạ. Gửi tặng hai bạn cặp nón bảo hiểm Royal
M139 của công ty nón bảo hiểm Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đặc biệt là thiết kế kính âm vô cùng tiện dụng, phù hợp cho nhiều mục đích như đi trong phố hay đi xa. Hy vọng với nón Royal M139, hai bạn sẽ có thật nhiều chuyến đi thú vị. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kiyoe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc. Yeah. Cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình. Đi đi cho con. Khi đến tham gia chương trình Bóng Hẹn Hò thì cũng hồi hộp, bồn chồn, nhiều khi tối không ngủ được nữa, rồi chuẩn bị nhiều thứ lắm, chuẩn bị nói làm sao cho hay nè, rồi mình hát bài gì nè, tập luyện cái bài đó. Đêm hôm qua bỗng nhiên anh nhìn thấy em trong giấc mơ, mình ngồi cạnh thật lâu bên nhau lặng lẽ. Rồi mình tìm kiếm những bài thơ nào để làm cho cái buổi ghi hình nó thú vị để tạo ấn tượng mạnh đối với bạn nữ. Dạ, công việc của em là tôi vẫn nhớ mỗi khi em đối diện, ánh mắt nhìn với góc độ đường cong, lòng xốn sang khi quỷ tích xoay vòng, hồn tôi để giao em đường tiếp tuyến. Anh Linh có đoán được em là người gì? Trước khi mở gào á thì mình cũng rất là hồi hộp, tại vì không biết là cô gái nó như thế nào, có đúng như mình suy nghĩ hoặc là mình muốn không. Nhưng mà khi mà kéo gào một cái là thấy ngay cô gái nó dễ thương, cái mình rất là hài lòng, đúng như mong muốn, cái mình vỡ òa trong sung sướng luôn. Lúc mà chỉ mới trao đổi qua hàng rào, chưa có kéo rào á, mình cũng có tưởng tượng sơ về bạn nam như thế nào. Thì khi biết được thì anh là thầy giáo á, thì thực ra thì cũng đã mừng tượng trước là ngoại hình như thế nào rồi. Thì khi mà kéo rào á thì em nghĩ là cũng, em đoán cũng được khoảng 70-80% cái ngoại hình của anh. Cảm giác lúc đó thì cũng rất là rung. Thực ra chia sẻ luôn là anh nắm tay mà anh đứng khoảng cách khá là xa, anh cứ níu níu vậy nè. Xong rồi mình cũng phải cố gắng kìm theo á, tại vì nhiều khi nếu không giữ lại thì mình sẽ bị ngã về phía anh á. Thì nói chung cũng rất là hồi hộp và giống như tim cũng đập thịt. Hôm nay thì đến thì về phía bạn trai thì có cả gia đình của bạn trai, có mẹ, có chị dâu, có bác và có đồng nghiệp nữa. Thì em cảm thấy rất là hồi hộp. Tuy nhiên thì em cũng hy vọng là mình cũng sẽ có gây một cái ấn tượng tốt đối với gia đình và bạn bè thân của anh bạn nam bên cạnh. Được, bạn trai được. Hơi mập xíu được không em? Kìa, hỏi anh, hơi mập xíu được không? Mập tới hoài. Dạ cũng được anh. Được mà, trời, tao mập tao phúc hậu mà. Dạ, em có món quà này tặng anh là nước hoa. Thì hy vọng là sau này anh xịt nước hoa đi đâu thì anh cũng nghĩ đến em. Anh cũng thích nước hoa, anh tặng cho em. Dạ, em cảm ơn. Nước hoa luôn hả? Nước hoa luôn hả cưng? Dạ, dạ. Mùi nước hoa này nó nhẹ giống như là tính cách của anh vậy. Dạ. Mong là sau này em sử dụng nó thì em sẽ nhớ ra anh. Dạ, cảm ơn anh. Để đây cưng. Mời nhà trai. Rồi, mời anh trai ngồi. Dạ. Em giới thiệu về mình đi cưng. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và bạn nam bên kia. Chào em. Em tên là Huỳnh Thị Kim Anh, em 26 tuổi. Hiện tại công việc hiện tại của em là nhân viên ngân hàng. Dạ. Em làm ở đâu? Dạ, em thì em làm bên quận Tân Bình ạ. Quận Tân Bình hả? Dạ. Vậy là nhà ở thành phố luôn?
Dạ, nhà em ở quận Bình Tân nhưng mà em làm việc ở quận Tân Bình. Dạ. Rồi. Rồi, xin mời em trai. Em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Xin chào chị Hồng Vân. Em chào quý vị khán giả. Chào bà Kim Anh. Em tên là Thanh Nhã, năm nay em 32 tuổi. Em sống và làm việc tại Long An. Em làm gì Nhã? Dạ, em làm quản lý chất lượng sản phẩm. À, chất lượng sản phẩm, tức là về kỹ thuật đó đúng không? Dạ đúng rồi. À, em quê ở đâu? Dạ, em quê ở Long An. Dạ, em làm cũng ở Long An luôn. Nói chung là một người thành phố, một người Long An. Từ đây đến Long An gần mà em ha. Dạ, em có hay xuống Long An chơi không? Dạ, em cũng ít đi lắm. Nhưng mà đi chắc cũng tầm tiếng, tiếng hơn. Ồ. Dạ. Đâu bây giờ em nói thử cái điểm mạnh, điểm yếu của mình coi. Điểm mạnh của em á là em giao tiếp tốt. Tại vì công việc của em là thường xuyên giao tiếp với khách hàng á. Còn điểm yếu của em á là em hay ăn nhiều, ngủ nhiều. Trời, cái đó đâu phải điểm yếu đâu. Điểm hơi yếu yếu xíu thôi. Ăn nhiều, ngủ nhiều là tiên mà. Dạ. Với lại gặp thường là gặp người lạ mà em chưa quen biết thì em cũng ít nói chuyện lắm. Nhưng mà nói rồi thì em nói hơi bị nhiều. Dạ. Bạn nam bên kia ơi. Dạ em nghe chị. Dạ em nghe chị. Em có ăn nhiều ngủ nhiều giống như Kim Anh bên đây không? Chắc có. Chắc có. Có hả? Có. Khẳng định luôn hả? Ăn nhiều hơn. Dạ. Em ít ăn lắm chị, nhưng mà ăn gì là cơ thể nó hấp thụ hết rồi chị. Trời ơi, sao vậy, là em giống chị đó. Dạ. Rồi, rồi em nói luôn cái điểm mạnh điểm yếu của em luôn đi. Dạ. Điểm mạnh của em là giao tiếp chị, với lại biết nấu ăn, biết làm thơ, biết ca hát. Nấu ăn, làm thơ, ca hát luôn. Dạ, biết chút chút à. Có bao giờ vừa nấu ăn vừa làm thơ không? Dạ cũng có anh. Có làm chứ, bài thơ, trời ơi, thơ là phọt ra mọi lúc, mọi nơi. Nếu mà mình có cảm hứng đúng không em? Ở đây rung quá không? Cảm hứng hay là cho em ca một đoạn? Ca một đoạn không? Bây giờ rung quá rồi cho nó hát bài đi. Thoải mái lên nào Nhã. Dạ dạ. Bắt đầu. Nhớ xưa mình nói nếu lúc mình giàu, hai ta có nhà lầu và thêm xe hơi có đủ tất cả màu. Chiếc xe cùi bắp bê bánh ngoài đường, hai ta thấy bình thường, mồ hôi tuôn rơi nhưng có nhau đời thêm vui. Xe cùi bắp bể bánh ngoài đường hả? Dạ. Trời ơi, nhắc tới kỷ niệm ngày xưa rồi. Giờ thoải mái chưa? Dạ đỡ hơn à. Hơn rồi đúng không? Có điểm yếu nào không bạn nam á? Dạ điểm yếu của em là hơi mập, bự con một xíu. Đừng có nói chữ mập. Đụng chạm tới một người nào đó. Hiểu không? Chắc đụng chạm tới em á. Đụng chạm đến rất nhiều người Linh à. Trong đó có Linh nữa đó. Dạ, với lại giọng nói của em hơi nhỏ. Hơi nhỏ, nói lớn lên, thoải mái lên. Dạ. Đường tình duyên em thế nào rồi Nhã? Dạ, em trải qua một mối tình ở tại Gò Vấp gần đây. Do bạn gái hiểu lầm nên chia tay. Hiểu lầm, yêu nhau mấy năm? Dạ, quen nhau 2 năm, chia tay nay cũng 3 năm rồi. 2 năm mà sao hiểu lầm? Hiểu lầm cái gì? Dạ, có lần bạn nhắn tin với em, bạn tâm sự gì, tại vì bạn cũng có chồng rồi. Ủa lần sao bạn bạn, bạn học. À, tâm sự là cuộc sống gia đình không có được hạnh phúc đó. À. Rồi đang nhắn tin bình thường, em không có lời lẽ nào là gọi là ngọt ngào hết. Nhưng mà trong lúc đang nhắn tin thì bạn gái tới nhảy vô nhắn tin Zalo luôn. Dạ. Rồi nhắn tin đóng vai em nhắn với người kia luôn. Rồi nghĩ em là lăng nhăng bậy bạ cho nên bỏ luôn, chia tay. Dạ. Trời đất ơi, chuyện đơn giản quá vậy là bạc kêu quá ghen rồi. Thôi, đó có mối tình thôi đó, bỏ nha, chia tay 3 năm rồi. Còn đàn gái sao? Em sao? Dạ em thì em cũng có hai mối tình chính thức của em. Thì mấy bạn đều là nhỏ tuổi hết. Nên là do không cùng quan điểm nữa. Với lại mình kiểu như mình lớn hơn bạn á, nên suy nghĩ của mình khác hơn bạn. Nên là hai đứa em không hợp nữa là nên là chia tay. Vậy hả? Tay em quen cũng, được bao lâu? Dạ quen được cũng hơn 3 năm á. Và chia tay cách đây cũng 3 năm rồi. Nói chung á là em xinh xắn như vậy đúng không? 3 năm rồi, lý do tại sao lại không yêu nữa? Tại vì lười á chị. Làm biến yêu luôn hả? Dạ, mình chỉ tập trung lo công việc của mình thôi. Ồ, hy vọng là ngày hôm nay là mình sẽ tìm được một cái nửa của mình ha. Dạ. Vậy cái hình mẫu lý tưởng của em là gì? À, hình mẫu của em á thì bạn nam thì cao tầm trên 1m7. Tại vì em lùn rồi nên là em muốn bạn nam của mình cao hơn á, để có thể che chở cho em hơn. À. Với lại là chung thủy và chân thành là được. Có cần phải đẹp trai như ai không? Như một cái hình mẫu nào đó không? Dạ không, nếu mà em nhìn em thấy được là được rồi. Được là được á, chị qua chị thử có được không nha. Được, bạn trai được. Hơi mập xíu được không em? Chị hỏi anh, hơi mập xíu được không? Mập tới hoài. Dạ cũng được anh. Được mà, trời tao mập tao phúc hậu mà. Đừng có nói. Ha, dạ, chào đi. Em. Dạ. Dễ thương, mặt có duyên. Đúng rồi, đâu em cao 1m bao nhiêu?
Dạ 1m82 chị. 1m82 lận. Dạ. Ôi em ơi, ngoài tiên liệu luôn em ơi. Em có cái tiêu chuẩn gì về bạn gái của mình không? Bạn gái em là chỉ cần dễ nhìn chút xíu là được à. Cao trên 1m50. Cao 1m50. Dạ, trên 1m50 ha. Vừa dạ, đủ. Đừng to quá, cỡ em 2 số 0 nhìn nó không có hay lắm. Em mét nhiêu vậy cơ? Dạ em có 1m52 chị. 1m52 vậy là dạ, cũng hơn tiên liệu được 2 phân đó cơ. Dạ. Em không dạ, thích cái gì ở bạn gái mình? Dạ, không thích bạn gái là có anh nuôi hay là em nuôi chẳng hạn. À, đừng có anh nuôi em nuôi gì phải không? Dạ đúng rồi. Ừ. Dạ. Của người ta có anh nuôi em nuôi chuyện của người ta chứ nói gì không thích. Cái đó là quan trọng cho mình thôi. Đúng rồi. Dạ. Nhưng mà nhiều khi mỗi người mỗi ý, tôi cũng vậy là dạ, tôi dạ, không có thích như không, nhưng... bạn tôi anh nuôi em nuôi rồi chị chở nó mệt lắm đúng không? Dạ. Ủa trong bạn cuộc sống bạn, cần có những cái mối quan hệ không, tình. Bạn là bạn, anh em là anh em chứ đừng gắn chữ nuôi vô. Trời, nó mệt anh nuôi lắm. Em nuôi bình thường. Chị đồng quan điểm với em á. Thế đàn trai được không? Sao? Nói chung là nếu mà em mong một cái cây cao bóng cả để che chở cho em thì đây là ngoài tiên liệu một luôn. Một bờ vai vững chãi để quá có thể vững dựa luôn vào. Quá vững luôn á. Để tôi qua tôi coi. Dạ em chào anh Quyền Linh. Đó. Sao mà xinh gái quá vậy? Thì đó dạ, mới nói. Cảm ơn anh. Được nha. Dạ. Đàn trai thấy là thấy chịu rồi đó. Dạ. Em gái không thích gì ở đàn ông? Em thì không thích lăng nhăng hơn. Lăng nhăng mà không nhăn ha. Là cũng nhăn đừng... mà nhăn, lăng là lăng ha. Là cũng cái đừng nào, có để cái cho cái nào cái nấy vậy rõ ràng. Đúng rồi. Em hình dung bạn trai bên đây sao? Gấp mấy lần em có hình dung nổi không? Dạ chắc gấp đôi ạ. Gấp đôi vậy em chịu không? Được, đủ che chở em là được rồi. Có khi gấp ba dư luôn á, dư. Nó chơi chọc với hoài. Dạ. Dễ thương lắm, mất miếp dễ thương lắm ha. Rồi, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng em gái rồi. Đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đi với ba em ạ. Với lại bạn em ạ. Rồi, xin chào nhà gái. Chào ba. Dạ, xin chào chương trình, xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, chào quý vị khán giả. Thì ba thấy anh này thì cũng được, nhưng mà... Nhưng mà... Chuyện duyên số này kia là tùy con ba nhường quyền cho con quyết định. Hồi xưa em nghe ông nội bà nội nói là cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cha mẹ không có đặt con cái được. Tự con cái quyết định. À, dạ. Nhiều khi nó đặt ngược lại mình phải ngồi đúng chỗ nó dạ, đặt đúng rồi. Rồi, vậy là bên đàn gái dễ dàng, dễ thương ha. Em đi với ai? Dạ, em đi với ba của em. Có ba nữa hả? À, ba dạ, luôn. Rồi, được quá. Chào ba. Dạ, xin chào Quyền Linh, chào Hồng Vân. Dạ. Và chào chương trình. Chào tất cả khán giả có mặt hôm nay ở trường quay. Tôi thấy là rất là hài lòng. Nhưng mà dù muốn dù không cũng do con mình là chính. Cũng cảm ơn chương trình đã tạo cái điều kiện để cho con có cái sự gặp gỡ hôm nay. Và nếu có thể được thì chúng tôi sẽ đốc thúc để tiến hành hôn nhân cho sớm. Hay quá. Vậy thôi bây giờ anh xui bên đây nói với anh xui bên đây bây giờ anh xui đó. Em chào anh. Đúng là hai người bắt tay em cũng muốn cho con cái mình có một cái mối tình đẹp và hạnh phúc sau này, thì em cũng muốn coi như là con mình sau này có một hạnh phúc trọn đời. Dạ, tôi cũng vậy và rất mong là nếu như được hai gia đình của chúng ta sẽ càng kháng khích hơn. Trời ơi, hay quá trời luôn. Cưng quá rồi. Hai xui gia tương lai gặp nhau ha. Thôi mở rào lẹ đi cho chúng gặp nhau. Thôi đi mở rào ha. Để cho sắp nhỏ nó gặp coi sao nè. Rồi mở rào. Bắt đầu nha Nhã ha. Dạ chào anh. Tặng quà tặng ơ đồ đi. Dạ em có món quà này tặng anh là nước hoa. Thì hy vọng là sau này anh xịt nước hoa đi đâu thì anh cũng nghĩ đến em. Anh có nước hoa anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Nước hoa luôn hả? Nước hoa luôn hả cưng? Dạ dạ. Mùi nước hoa này nó nhẹ giống như là tính cách của anh vậy. Dạ. Mong là sau này em sử dụng nó thì em sẽ nhớ ra anh. Dạ cảm ơn anh. Hãy cho em hỏi câu trước đi. Dạ. Em gặp anh, em thấy anh thế nào? Dạ em thấy anh cũng mũm mĩm dễ thương. Cảm ơn. Dạ anh thấy em thế nào hả? Em rất là dễ thương. Dạ cảm ơn. Duy anh dáng nữa. Công việc của mình là thường là cuối tuần là mình có rảnh không anh hả? Rảnh em, một ngày rảnh khoảng 4 tiếng. Vậy anh có ngại mà đi từ Long An mà lên tới Sài Gòn không anh hả? Anh thấy ở đây cũng gần chứ không đến đổi là xa. Dạ. Về tình cảm thì mình đi đâu mà không được. Dạ. Quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, trao đổi với nhau đi. Thì không biết là anh có dự định là khi nào mới lập gia đình ha?
Anh thì trước khi đến đây là đã muốn lập gia đình rồi, cho nên mới đăng ký lên bảng môn hẹn hò. Dạ. Dạ em muốn tìm hiểu với nhau cho kỹ, với lại tìm hiểu nhau nhiều hơn á, thì em mới quyết định tiến tới hôn nhân. Tại vì hôn nhân là hạnh phúc cả đời mà, chứ đâu phải là một hai ngày là mình quyết định được. Không biết là anh có thích chơi thể thao không ha? Chắc không thích quá. Lúc trước khi chưa mập thì hay chơi lắm. Bây giờ rất thích nhưng mà nói chung không có thời gian. Nếu có thời gian cũng chơi được những môn như hai người chẳng hạn. Là môn gì anh? Đánh cầu lông. Cầu lông, cầu lông. Cầu lông cũng vận động mạnh, chứ không phải là cầu lông là nữ. Rồi hai đứa nghĩ tới tương lai coi, giờ thí dụ lấy nhau về thì tiền bạc ai giữ, rồi con cái làm sao? Ví dụ như là sau này mà có về chung nhà thì anh có muốn là đưa tiền cho em giữ hay không? Mới gặp em là anh đã yên tâm về phần đó rồi. Tại dạ, thường làm ngân hàng là giữ tiền rất là kỹ. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Em giữ tiền là em không có tính lãi đâu nha. Lỗi dáng chịu á. Nhưng mà nếu mà em gọi em giữ thì em sẽ trả lãi suất tiền gửi cho anh không? Dạ không, em không trả lãi. Dạ. Anh nói là anh đâu cần lãi, có em là anh lãi cả cuộc đời rồi. Mới gặp em anh có nghĩ ra được mấy câu thơ. Dạ. Anh đọc nha. Em là ai sao lại đến đây, gieo thương nhớ nơi bình yên đến lạ. Chắc ông trời duyên nợ đã xe đôi. Này em hỏi xin đừng xa rời nhé, bấm nút này anh sẽ mãi bên em. Dạ. Cảm ơn anh. Thơ đó anh sáng tác luôn hả? Anh mới nghĩ ra luôn. Hôm em là hát ai đi. Sao em lại đến đây? Em biết hát không? Em hát thì em hát dở lắm. Cứ kể hát nó vui đi. Cho mà hát cho vui nào. Hát thay lời muốn nói đi, muốn nói gì với ảnh, nó mượn lời ca tiếng hát nói đi. Dạ. Anh ơi bao lâu mới đến ngày mai, đêm nay tại sao lại trôi quá dài. Đường về một mình chẳng còn em ai, như đường mình đi mới đây. Chạm vào đôi môi mềm mại ấy, cảm xúc lớn lớn ngất ngây. Tình yêu như muôn ngàn hương hoa đang lan tỏa trong tim em. Hết rồi. Cũng như đó. Em tiến tới, mình nắm tay cô gái, mình nói hết những cái gì nữa về suy nghĩ về cô gái, để mình có thể trao cảm xúc đầu tiên cho nhau thử coi sao nào. Muốn nói gì nói, một câu rồi chúng ta tiến hành bấm nút. Nắm tay cô gái nào. Trời nắm cũng rung nữa. Nhìn thẳng vô mắt cô gái. Mắt ấm áp nè, đôi mắt ấm áp. Mong nè. Là tụi mình sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu gì nha. Dạ. Thì em cũng mong là hai đứa cũng có cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Dạ, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Đó. Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Dạ. Bây giờ đã đến lúc chúng ta nhắm mắt lại, kiểm tra con tim mình một lần nữa các bạn. Nếu thật sự mình rung động, mình đừng ngần ngại bấm nút. Và khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nếu không thích, không cần bấm. Để nút bấm đó cho nhiều người khác. Nào, suy nghĩ thật kỹ. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Dạ. Tại sao lại không bấm? Dạ thì em không bấm là tại vì em thích một người nào năng động hơn. Em mong anh á là sẽ tìm hiểu và sau này có người khác á có cơ hội cho mình hơn. Cảm ơn anh. Khi trái tim người ta rung động thì người ta bấm, không rung động thì không bấm. Chúng tôi trân trọng những cái suy nghĩ đó. Dạ. Hy vọng rằng ở trên sóng truyền hình sẽ có rất nhiều cô gái bấm nút cho Nhã và cũng có rất nhiều chàng trai bấm nút cho em gái. Đừng lo điều đó. Chúc hai em sớm tìm một nửa yêu thương của mình. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm. Về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Có chí cầu tiến cao và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi, vậy quá tốt. Về khuyết điểm thì chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Mời nhà gái. Ưu điểm thì em bản thân em là một người hòa đồng,
biết lắng nghe, chia sẻ. Khuyết điểm của em thì giao tiếp thì em không phải là người chủ động. Nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sóng được. Còn khoảng nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được, nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế nguyên liệu. À, yên tâm, bên đây nấu ăn được mà. Dạ, dạ cái đó yên tâm đi, cái đó thì em làm được ạ. Em gái có mấy mối tình rồi? Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào? Dạ, chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống nó khá là đơn giản. Cứ gói gọn từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít. Bên đàn trai tò mò chạy qua coi. Dạ, em chào anh. Duyên dáng nha, rất là duyên dáng. Năng động nữa, có yêu đơn phương người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta, thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Vậy chứ giờ em thích cái gì? Em do em không có chủ động trong giao tiếp á. Nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm. Chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Coi bên đây sao nha. Dạ. Không biết sếp gì đây nè. Là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Dạ, không? Em cho chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé? Cái công ty đó là của bé? Dạ, công ty của em luôn chị. Công ty của làng trai luôn, trời tôi ơi. Tôi nghi rồi, cái thần thái này là tôi nghi là sếp của... luôn. Em có mấy mối tình này nói cho bà mối nghe coi. Dạ, em đã trải qua 2 mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì... quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn. Bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do. Ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng tạo dựng được sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị ơi. Lý do gì em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm. Cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn. Nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia. Người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận ăn trộm cướp. Nhìn mà em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên. Biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên. Và hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Cưng nghe vậy Cưng thấy sao Cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Rồi con bé này sao nè, giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào? Dạ em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc. Tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy có, rồi. Có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À, này bé đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi chung với là chị Hai và cô ruột ạ. Dạ, đó, nhìn chào chị Hai. Chào cô ạ. Nhìn chị Hai là ra em gái nha. Em xin kính chào quý vị khán giả, kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô Sáu của cháu Hoang. Cô xin chào con. Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiền, yeah. Có cái sự hiếu thảo. Đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, con cảm ơn cô. Em xin cảm. Cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ. Xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ. Và chào cháu gái ạ. Và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Tôi có một đứa con trai. Con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Cháu ạ. Dạ. Là phải làm dâu đấy, có mối hai mẹ con. Việc gia đình cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á, thì các con á tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ, con cảm ơn cô. Trời ơi, có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải giữ. Con không ngại cái vấn đề đó. Dạ, rồi.
Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ đi. Được rồi đó, đúng rồi bà mối, mở rào. Anh chào em. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp mặt là anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đem một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Rồi, cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát muốn tặng em nữa. Anh thì hát không hay nhưng mà... Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này. Anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn anh. Nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn mà đó, nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn đó mẹ ơi. Em cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì... xúc động là vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ đúng, là, dạ đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Cảm người ta, đôi coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm cái nhẫn chi? Đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái tình cảm mà quỳ gối xuống đó luôn. Một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn, rồi tôi với ông làm gì bây giờ? Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái em nói đi. Sẽ lại gần nhau, nắm tay anh, nhau anh nói có đi. Cảm xúc không ạ? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái mới nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là một người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ, em cũng mong được điều đó. Ai luôn, trời ơi. Không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không mà khi mà mình em thấy anh tự kinh doanh như thế thì cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Dạ. Khi có thời gian rảnh anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè, lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Ờ, dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Khi mà trở thành một cái chỗ dựa trong một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng mà khiến cho anh mệt mỏi không? À không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc cùng nhau để vượt qua tất cả. Đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Bản thân em thì em độc lập từ nhỏ, em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và cũng có tính tự lập từ nhỏ nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến hôn nhân được? Dạ, thì để xem tình cảm hai bên, hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hôn nhân thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ, cái này chắc con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiều mình hưởng nhiều. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi, hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Xin phép cho anh ôm em cái ôm chặt vô. Xin phép gì ở cô cho ôm em cái. Ôm chặt vô đứng yên nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao em trai, thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không trai?
Dạ muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Em trai á, cảm xúc đang rất là đồng đầy, tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Bạn không gái cần kia. Phải đếm gì đâu, đó hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ là một cái phạt thôi, không có đây. Thích chúng ta bấm luôn. Đó rồi đó, đó bấm gái. Rồi luôn đó, rồi xong. Em gái thích. Cuộc đời đơn giản như thế. Xin phép gì cho hôn? Gì cho cô cho hôn em? Dạ. Chị, mặc dù em ế nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ kiểu như mọi người, là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Con thấy là chị này có vẻ là hợp với phòng khám của bên con hơn là hợp với bác sĩ chị. Ủa là sao? Em nói lại anh. Dạ dạ. Khi mà ngồi nhìn bạn nữ, chị nữ này á, có một cái vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn. À, chứ không hợp bác sĩ trị đúng không? Dạ, cái đó còn tùy bác sĩ trị nữa. Dạ. Thì mọi thứ nó sẽ nằm đằng sau cái màn đó. Thì để từ từ mình khám phá nha. Rồi, đàn trai. Dạ yeah. Xin mời. Ở nhà em. Gái rồi, mời em trai. Đầu tiên là em chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Dạ, chào mọi người đang ngồi ở dưới. Em tên là Hoàng Thiên Minh Trị, 33 tuổi. Và em đang làm cố vấn y khoa cho một phòng khám về chuyên về da liễu thẩm mỹ. À. Dạ. Mình giới thiệu về dạ. Bản thân đi cưng. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quỳnh Linh ạ. Chào bạn trai bên kia và tất cả mọi người trong trường quay. Em tên là Cẩm Chi, hiện đang là nhân viên văn phòng của một công ty là bất động sản. Em năm nay 28 tuổi và hiện đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Quê thì ở Bạc Liêu ạ. Em ở quận mấy vậy? Dạ em ở Tân Phú ạ. Còn chị ở quận mấy? Dạ ở cũng gần sát bên á, ở Phú Nhuận. Phú Nhuận là dạ. Về sát bên rồi. Dạ. Em có ưu điểm, khuyết điểm gì giới thiệu cho bạn gái bên kia nghe luôn. Em thấy mạnh nhất của em á là dễ chịu. Còn điểm yếu của em á thì em hơi lì. Nhưng mà em thấy bởi vì cái gì nó cũng có hai mặt. Bởi vì em lì nên thành ra em mới có được cái sự dễ chịu kia. Ví dụ như bây giờ mọi người nói chuyện đó là khó vượt qua, khó làm được. Nhưng bởi vì em lì em sẽ làm được chuyện đó. Mà nếu lỡ không làm được thì cũng không sao. Nhưng mà nữa có vợ nè. Mà chê lì là mệt lắm rồi đó nha. Thì cũng mong là cái người bạn của mình đó họ cũng chấp nhận được cái chuyện đó. Em lì cỡ nào? Lì lắm, lì ghê lắm. Lì ghê lắm luôn hả? Lì lắm. Nó nói nhiều khi xíu nên Quỳnh Linh ví dụ nói chuyện em đi chứ em không nghe lại không nghe. Dạ. Rồi em nghe em sợ không em? Không, lì thì về em dạy lại. Rồi. Em dạy lại đúng không? Ừ. Đâu em nói luôn điểm mạnh điểm yếu của mình đi. Điểm mạnh của em là dễ thích nghi, thấu hiểu á chị. Mặc dù em ế nhưng mà cái kiểu em là tổng tài chia sẻ kiểu như mọi người, là hay tư vấn tình cảm cho mọi người. Có chỉ tiết thủ trong công việc. Mà rồi em có điểm yếu gì không cưng? Chắc là cầu toàn. Tính tình có nóng hoặc có lì như bên bển không? Cái này là không biết là điểm yếu hay điểm mạnh, nhưng mà em cảm giác là em khá là ngoan á, cho nên là thường bị người ngoài bắt nạt, nhưng mà khi mà bồ em thì em bắt nạt lại. Thấy em thương. Chị thấy em ngoan vậy chắc không dạy đúng nổi em rồi. Thầy cô bao nhiêu năm rồi, em học đại học rồi đời kia nữa mà cả 20-30 năm không ai dạy gì hết trơn mà sao dạy nổi. Khó lắm. Nói nghe nè chị ơi. Dạ. Chị em còn chưa nhớ tên anh chị. Dạ. Chị á, em chị á. Ủa, nghe chị thấy đó. Thấy tên chị là em biết rồi, bên nào chị bên nào, bởi vì dạy khó lắm. Chị mà nó không có chữ bất ở đầu. Yeah. Đó, chừng nào mà có chữ bất thì mình mới dễ sợ, mình sợ đúng không? Dạ. Yeah. Chỉ chị không thôi. Em nhớ tên bạn này không? Dạ chưa, em nói nhỏ xíu à. Bây giờ tôi thắc mắc nè. Yeah. Bây giờ nhà trai như vậy mà lý do tại sao có mặt ở đây? Trước khi người ta nghĩ tới cách người ta chỉ mình, người ta chị mình, người ta quyết định bỏ mình rồi. Tới giờ mới ra vậy. Ồ, tại vì bất trị quá đúng không? Ừ. Em cũng khó nhường, nếu mà vô lý là em không nhường đâu. Ờ. Em rất là thương cưng, nói chung là sẽ yêu thương đó. Ví dụ xài khổ nhục kế là em có nhường không? Ví dụ giờ ta không nói gì trơn, ta khóc không? Có nhường cho xỉu luôn. Khóc với xỉu thì em ngồi bật ngồi em ngồi coi tivi. Chị hỏi nè, em có mấy mối tình rồi? Hồi xưa thì em cũng thì cái chứ em hay nói vậy nè, bàn tay bàn chân đếm là gần hết. Bởi vì thực ra thì nhiều với lại nó ngắn quá. Em gặp người nào cũng rất là ghen, thật sự luôn. Tức là họ chỉ có vui thời gian đầu khoảng 1 tháng này, 2 tháng, cái tháng thứ 3 là họ bắt đầu ghen.
mà mình lúc mà ghen á là cái không khí nó ngột ngạt, và em tính em không có chịu được ngột ngạt thiệt sự. Phụ nữ thì em thấy là đa số họ đều rất là kiểu như là thích mọi thứ phải trong tầm kiểm soát, trong tầm kiểm soát. Nhưng mà để kiểm soát người đàn ông thực ra rất là khó. Thực ra là đàn ông nói dối, hay là đàn ông mà họ sinh tật hay họ giấu giếm, đa phần là bởi vì người phụ nữ họ quá là khắt khe. Cái kinh nghiệm của em thật ra là những cái của em nó bị ngang xương giữa đường gãy gánh, đa số là gì chuyện là đó. Như vậy thực ra như vậy là vài cái gian dở mấy chục cái lên đên này đúng không? Qua đây, đi qua đây nè, nhanh lên. Đây cô bé rất là mong manh. Trời ơi, cái này là chỉ có xỉu thôi chứ không biết dạy kiểu gì nữa đó. Gương mặt rất là khả ái ha. Em có mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình chính thức và nhiều mối tình không chính thức. Có đếm đủ 10 ngón tay không? Chắc hơn rồi. Em không nhớ, nhưng mà có 2 mối tình chính thức. Mối tình gần đây nhất thì em chia tay được 7 năm. Là trong vòng từ 7 năm đến nay thì em không quen ai nữa. Lý do? Cũng có nhiều người theo đuổi em, nhưng mà cái cảm giác mà họ mang đến cho em á, em không có cảm giác được an toàn á. Theo em thì cái con người mà em đang hướng tới là một chàng thanh niên như thế nào? Dạ, cái mẫu người đàn ông mà kiểu như là sẽ thu hút được em á, là phải kiểu như phải điềm tĩnh. Em không thích một người nói quá nhiều nhưng mà không làm được gì hết. Bây giờ anh thấy người bên đây điềm tĩnh không? Nhưng mà cái kiểu cũng chưa chắc anh, có nghĩa là muốn tạo thu hút với em mà. Tại vì khi mà gặp nhau, kiểu anh đã không nói, em không nói nữa thì sẽ không biết là... Anh muốn tạo niềm vui để thu hút em á ha. Dạ. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì em còn muốn thêm điều gì ở người bạn trai của mình? Chắc là hiếu thảo. Suy nghĩ là khi mà một người đàn ông nào đó, khi mà người họ hiếu thảo với gia đình họ, thì sau này có khi mà lấy em về á, thì cái khả năng á, hiếu thảo với bên nhà em. Bây giờ bên kia đưa ra cái mẫu lý tưởng vậy, em có... Em cảm giác là em đáp ứng khoảng bao nhiêu phần trăm? Chị ơi, anh nói chút xíu, em đừng nói anh nói nhiều nha Chi nha. Dạ. Dạ. Là có nhiều cái điểm mà bạn đó nói thì nhưng mà đối với em nó cũng hơi chung chung. Ví dụ như gần nhất là em nghe hiếu thảo á, nó làm sao em? Khi mà em yêu anh lâu ngày, khi mà thì em sẽ tự cảm nhận được anh là con người như thế nào á. Ừ, tại em biết sao không? Anh cũng coi chương trình một vài tập á, thì anh thấy ví dụ như một trong những sự hiếu thảo nhất á, là dù bây giờ là cái mở màn ra, cái em thấy em cũng khoái anh cũng khoái em rồi, cái mà má em nhất định không có chịu anh, kêu là anh nhìn chơi bời quá, anh nhìn lông bông quá, hoặc là anh nhìn như vậy thì cái cuộc đời em có vẻ là không có ổn định như em mong muốn á. Thì như vậy thì nếu em hiếu thảo là coi như em sẽ bỏ anh không? Không, thật ra là ba mẹ em rất là muốn em có bồ. Em xin bật mí với mọi người, với lại chị Hồng Vân, với anh Nguyễn Linh và anh bên kia luôn. Chưa nhớ tên anh luôn hả trời? Không, em nhớ tên nhưng mà cái kiểu em muốn kêu vậy. Thế mẹ em kiểu như là rất là sợ em bị lét. Là ngày nào gọi điện cho em là cũng là hỏi là hôm nay có bồ chưa. Mà ngày nào cũng gọi cái kiểu như là chỉ cần ra ngoài đường có bồ là được. Nói chung là bà thầy bói nói là tháng 11 này em sẽ có hỷ sự. Thế là mẹ em cứ đếm từng tháng là sắp đến tháng 11 rồi, sao chưa có bồ nữa, thì chừng nào có đám cưới rồi này nọ. Bị ế là mẹ em cũng muốn em lấy chồng, nhưng mà chị muốn hỏi là bây giờ nếu mà mẹ em không chịu chị mà em rất là thương chị thì em sẽ hiếu thảo hay là đó, em... Ý anh là hiếu thảo là vậy đó, chứ không phải là đặt trường hợp vậy. Ví dụ như mình hiếu thảo là mình cứ phải cứ mẹ mình, cha mẹ mình nói gì là mình nghe hết không? Ý anh vậy thôi. Anh không nghĩ anh là bất hiếu. Ví dụ như ba mẹ anh, tức là ba mẹ nhiều khi chị Hồng Vân, anh Nguyễn Linh biết là thế hệ xưa đó, thì trong cuộc đời của em thiệt sự, ví dụ như em nói là bây giờ em không phải là quá là thành công hay là gì, nhưng mà nếu mà em chỉ nghe lời ba mẹ em thì em cũng không được như bây giờ. Trong cái chuyện tình duyên cũng vậy, trong lịch sử ba mẹ cũng sẽ có nhiều cái mối chọn là thích với mình, nhưng khi mà em thấy là không phù hợp thì em cũng không có đồng ý. Anh không biết là nếu tính của anh như vậy có hiếu thảo hay không, có hiếu thảo hay không? Dạ theo em nghĩ cái kiểu như anh chị là anh chị có chính kiến riêng chứ không phải là không hiếu thảo. Bên đàn gái đi với ai? Em đi. Dạ, với em đi với ba người bạn thân của em ạ. Lời đầu tiên thì cho phép Khôi xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả các bạn khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Thì Cẩm Chi là bạn thân của Khôi ở trường đại học. Thì Chi ơi, Khôi thì Khôi cảm nhận chàng trai bên đây là một người đàn ông rất là cởi mở, vui vẻ và phóng khoáng. Khôi nghĩ là khá ổn, nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Chị đi với ai? Anh lộn tên em nữa rồi. Em đi với lại em trai của em. Em ruột? Dạ không, em
Nói chung là một cái mối quan hệ rất là lâu rồi, bởi vì em đã làm trợ lý cho em trong suốt thời gian qua. Dạ, con xin chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân. Con là Trọng Duy, là trợ lý của bác sĩ Trị. Thì nãy giờ khi mà con ngồi con nhìn á, thì con thấy là chị này có vẻ là hợp với phòng khám của bên con hơn là hợp với bác sĩ Trị. Ủa là sao? Em nói lại anh. Dạ dạ. Khi mà ngồi nhìn bạn nữ, chị nữ này á, có một cái vẻ ngọt ngào, nhẹ nhàng và an toàn. À, chứ không hợp bác sĩ Trị đúng không? Dạ, cái đó còn tùy bác sĩ Trị nữa. Dạ. Em nó hay nói anh Đức Vũ lúc sau nó xài từ an toàn á, cái từ đó không có tích cực lắm đâu. Bởi vì khi mà mình làm mình không có nghĩ đến gì mới á, thì em mới kêu là thôi tụi em an toàn quá vậy, sống an toàn hoài vậy làm sao mà thì phát triển. Giờ đó an toàn là sao, an toàn sao này kỳ quá, nói vậy thì mọi thứ nó sẽ nằm đằng sau cái màn đó, thì để từ từ mình khám phá nha. Con thấy mở rào được rồi đó. Cái ca này hơi đặc biệt á. Rồi, nào, mở rào. Đừng có qua khám nha bác sĩ. Yeah. Bắt đầu đi. Cái này là quà. Yeah. Anh mở ra đúng không? Anh mở ra đúng không? Sách, em đúng là cô gái văn chương rồi. Những chuyến tàu mùa hè. Bên trong này. Ồ, có một cái thiệp. Có một cái thiệp nữa, đúng rồi, anh thấy có cái thiệp. Đây, cái thiệp đây. Ở trong, anh mở ra. Ôi cha. Cái này cũng giống em lắm nè. Đây đây. Anh đọc đi anh. Dạ. Xin chào, rất vui được gặp anh trong những tháng ngày bình yên và tươi đẹp này. Gửi tặng anh quyển sách em thích và những chuyến tàu mùa hè sắp tới của em. À, cảm ơn em. Anh thì còn là có một cái món quà nhỏ nhỏ xíu. Anh không an toàn cho tới thời điểm này á, thành ra là em cũng đừng quá ngạc nhiên khi kiểu món quà của anh, nhưng mà em mở thử đi. Cái gì vậy? Ủa là sao? Là không có cái gì trơn hả? Không cũng được. Nếu mà em thì em nghĩ cái này là như thế nào? Ở trên đây có trái tim thì chắc em nghĩ là anh sẽ để trái tim của anh vô đây. Em suy nghĩ theo cách rất là văn chương. Khi mà mình gặp nhau ở đây, anh không nghĩ là cái thời gian ngắn ngủi của chương trình này nó đủ để mình tìm hiểu. Anh nghĩ là với cái hộp rỗng này nè, thì nó sẽ dành chứa đựng cái thời gian mà sau này mình có thể có nhiều cuộc gặp gỡ hơn. Và đặc biệt là anh sẽ mời em tới cái chỗ của anh để biết nhiều về anh hơn. Cảm ơn anh. Rồi, hai bạn cứ trao đổi với nhau đi nha. Em chào anh. Mình mới ngồi xa vậy. anh thấy em sao? Em là cô gái rất là xinh đẹp. Dạ, cảm ơn anh. em bắt đầu, anh thường để cho phụ nữ bắt đầu câu chuyện trước. Em bị khớp. Kiểu như tại vì công việc của em thì hay đi, nói chung là em đi sự kiện đồ này nọ, cuối tuần đồ thì có ảnh hưởng. Ví dụ như là khi mà chúng ta hẹn hò thì sẽ tần suất gặp nhau thì như thế nào? Cái công việc của em thì thời gian rất linh động đúng không? Dạ không linh động ạ, vì em làm bất động sản á, cho nên là thường đi vào cuối tuần. Thì với anh thì cái chuyện... Với lại là ở nhà, kiểu như em ở trọ, 10 giờ đóng cửa rồi, em đi phải đi rất về rất là sớm. Nói chung là rất nhiều cái gọi là trở ngại đúng không? Dạ. Thì anh cũng chia sẻ với em, thực ra là anh là một người bắt đầu có cái sự nghiệp riêng rồi. Thì với anh không có làm gì hành chính. Thời gian đối với anh nó không phải là thời gian nó quá là trống, nhưng nó linh động hơn những người khác. Dạ. Nhưng mà khi mà yêu nhau thì em muốn là thời gian đầu là phải gặp nhiều. Anh nhường em. Còn anh khi... có thể gặp bất kỳ lúc nào em muốn. Dạ. Ừ. Gần như mọi người nhiều khi nhìn anh họ tưởng anh là thất nghiệp đó chứ. Dạ. Sao? Anh có biết hát không? Một chút xíu. Thì anh có thể tặng em một đoạn cho một bài hát nào đó anh thích được không? Ừ, bé em muốn nghe liền bây giờ không, hay là mình nói chuyện hồi nữa xong rồi tới lúc mà đỉnh điểm của cảm xúc thì anh hát cho em nghe, em thích sao anh cũng dường hết. Thôi nói chuyện cũng được. À, anh hỏi em đi anh. Anh không biết là với em thì những cái chuyện đó nó ảnh hưởng như thế nào tới cuộc sống của em, những chuyện mà được dự đoán trước do bà bói. Thật ra là không có ảnh hưởng, kiểu như em đi coi là do là mẹ em bốc về, có nghĩa là mẹ em kêu thầy bói lại tận nhà coi luôn là em đã vào cái thế bí rồi. À. Chứ thật ra em không tin. Nhưng mà lúc đó bà bói đó em còn nhớ bà kêu em cái người mà sẽ đi với em tới cuối cuộc đời đó là tuổi gì không?
Dạ, 5 tuổi. Tý, Thân, Mùi, Ngọ với Thìn. À, mà anh không nằm trong 5 tuổi đó. Em nói em không tin, nhưng anh hỏi thì để biết là em còn nhớ không? Bởi vì ví dụ như cái gì anh không tin anh sẽ không nhớ, nhưng em vẫn nhớ tới 5 cái. Không, tại vì trí nhớ của em tốt. Nếu mà anh không nằm trong 5 tuổi đó thì em thấy sao? Không, thật ra thì kiểu như khi mà em yêu ai rồi là em sẽ gạt hết tất cả tiêu chuẩn của em. Thật sự thì em nghĩ nha, bởi vì anh thấy dạo này có một cái trào lưu á, phụ nữ không nên thông minh quá. Phụ nữ thì cứ ngu ngơ đi để cho đàn ông lo cho mình. Thì em thấy cái quan điểm đó như thế nào? Người ngoài nhìn vào thì cái kiểu như là sẽ không nghĩ là em thua đàn ông, nhưng mà em tự nhận xét là em cũng sẽ thua mọi người. Nói chung là những người cũng có những người tài giỏi hơn em, với lại là mục tiêu kiểu như là kiếm chồng của em á là phải hơn em một cái đầu. Có nghĩa là em cũng phải là dựa vào họ. Nếu anh nói với em là anh chưa đủ để em có thể dựa hoàn toàn vào anh, em vẫn phải đi bán bất động sản mỗi ngày mỗi tháng, em vẫn phải chốt từ 2 tới 3 căn hộ. Dạ, em không phải làm sale anh. Hả? Em làm marketing thôi. À, như vậy thì em phải có một cái áp lực là em phải hỗ trợ mấy bạn sale bán một tháng phải 10 căn hộ, ví dụ vậy. À, thật ra là em cũng là người độc lập, khi mà quen thì em cũng sẽ không cần bạn trai phải chu cấp toàn bộ cho em. Có nghĩa là em sẽ tự lo được, ngay cả chuyện mà khi mà em kết hôn rồi á thì em cũng sẽ không có cái chuyện là sẽ nghỉ ở nhà để cho chồng nuôi. À, thì đúng là như vậy đâu, cũng cái điểm rất là hay. Lương anh chỉ độ 10 triệu đổ lại thì em nghĩ em có chọn người gì không? Cái đó là tùy thuộc vào anh có làm cho em muốn ở bên anh hay không thôi. Chị nghĩ là đã đến lúc mà tụi em phải trước là tặng cho nhau món quà về tinh thần. Anh cũng nói là anh chuẩn bị đó cũng kỹ. Hôm nay thì anh có một bạn theo đàn cho anh nữa. À, thật ra là anh muốn tự đàn, nhưng mà anh sợ là lúc lên đây gặp em anh run quá, anh đàn bị hư, anh sẽ hát tặng cho em. Dạ. Đây là một bài hát được viết bởi nhạc sĩ Vũ Ngọc Bích. Có thể đó nắm tay bài, tùy theo cảm xúc nha em. Chắc là quên lời sao ta. Em đánh thêm vòng nữa đi anh quên lời rồi. Sắp rồi. Đã có phút chốc bỗng thấy giấc mơ về em. Có lẽ mắt đó khiến anh không thể quên. Tiếng nói ấm áp vẫn cứ vang trong tim thương. Em đã xa rồi, không còn bên anh. Những lúc thức giấc chỉ muốn thấy em ở bên, cho em vuốt khẽ mái tóc rối đôi bờ môi. Anh muốn rất muốn nói những tiếng yêu cùng em. Vì yêu là rất nhiều, vì yêu là yêu mãi. Nhưng chắc có lẽ những điều chờ mong sẽ không xảy ra khi em xa anh, vội vàng bỏ xa hết tháng ngày qua. Em đang nơi đâu, có nghĩ về anh dẫu chỉ vài giây. Dù thời gian vẫn cứ trôi theo tựa mây. Baby, hãy đến với anh một lần ôi. Hãy cho tiếng yêu anh trao người. Dù lần đây là lần cuối, anh sẽ nói hết cho mai. No. Hãy đến với anh một lần thôi, và cho hết những phút sai lầm. Anh hứa trọn đời mãi bên em, chẳng khiến em buồn đau. Anh hát hay quá. Hay ha. Bác sĩ nhiều tài quá bác sĩ ơi. Em đã từng tham gia Việt Nam Idol vào tới top 7. Wow. Vòng chung kết. Rồi.
Thật sự là nói, thật sự thì chúng tôi đã dành thời gian các bạn rất là nhiều, nhiều hơn những cặp đôi khác luôn. Để các bạn có thể trao đổi, để hiểu nhau nhiều hơn. Để tay nút bấm đó các bạn. Chuẩn bị, sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em không bấm. Dạ, em nghĩ là Cẩm Chi á là một cô gái rất là tuyệt vời và hiền lành. Em rất là an toàn. Thì anh nghĩ là một người như anh thì nó sẽ không phải là một cái chỗ dựa quá chính xác cho em trong cái cuộc đời hành trình dài sắp tới. Đó là ý kiến của anh. Cảm ơn bác sĩ, em đã nghiêm túc chính với trái tim của mình đó. Chi ơi, ở ngoài kia còn rất là nhiều bạn trai có thể bấm nút cho em. Yên tâm, em là cô gái rất là xinh đẹp. Em cũng rất là thích chăm sóc về ngoại hình của mình. Bởi vì em rất là xinh. Thì anh sẽ có một cái gói đặc biệt dành cho em ở phòng khám của anh. Chỉ riêng em thôi. Chỉ riêng em thôi. Cho dù các bạn không bấm nút ngày hôm nay, nhưng các bạn vẫn nhận được một phần quà. Chị cũng hơi nghi nghi đó. Bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ tôi hát đó, em hiểu không? Dạ em xạo hiểu. Cái đó là Linh tự suy diễn. Trời, sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu dạ. Cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. À em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết ha. À, khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. À vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Xin mời nhà gái. Để đây mà đây. Mời bạn nam. Em chào anh Quyền Linh. Chào chị Hồng Vân. Chào em. Chào em gái bên cạnh và chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay ạ. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên đầy đủ là Nguyễn Khắc Tài. Năm nay em 27 tuổi. Em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc hiện tại của em là em đang phụ trách bộ phận kinh doanh của một công ty về lĩnh vực trang trí nội thất thiết bị điện ạ. Em làm ở Tân Bình ạ. Nhà ở đâu? Em ở Vĩnh Lộc. Rồi, mời đàn gái. À, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh và chào anh trai bên kia, em chào tất cả mọi người. À, em tên đầy đủ là Trần Hạnh Hằng. Năm nay em 26 tuổi. À, hiện em đang làm nhân viên văn phòng về lĩnh vực và marketing tại một công ty về thực phẩm. À, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang làm việc ở quận 1, sống ở quận 9 ạ. Ta đem đây ta đầy đủ dễ sợ luôn đó. Bạn gái cho tôi biết một chút xíu về ưu điểm và khuyết điểm đi. Về ưu điểm thì em nghĩ là em là một người khá là vui vẻ, hòa đồng. Mọi môi trường thì em nghĩ là em có thể hòa hợp được rất là nhanh. Em thì là rất là tôn trọng cái ý kiến của mọi người. Thường thì em không có thích tranh cãi cũng như là tôn trọng ý kiến của người khác. Nên vì vậy là đối với em là trong mọi thứ là không có thắng thua gì hết. Chỉ là ý kiến của mỗi người khác nhau thôi. Thì mình làm sao đó để dung hòa. Cái em nghĩ đó là ưu điểm của em. Cái này hay điểm, đó em. Điểm chưa mạnh của em là về cái việc cầm kỳ thi họa thì em không được tài giỏi cho lắm. Và ngoài ra thì em có cái tính là hay quên. Em quên cái này quên cái kia rồi. Nhưng mà em nghĩ cái đó vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm. Tại vì là mình ít thù dai, ít giận dai. Quên lẹ đúng không? Dạ. Còn bạn nam bên kia sao? Ưu điểm của em là người tự tin, quyết đoán, có lập trường, sống có mục tiêu, định hướng rõ ràng. Và em cũng rất là thoáng, không có chi ly tính toán ạ. Điểm yếu của em thì em là một người sống về lý trí, cho nên là em bị khiếm khuyết về cái mặt cảm xúc. Đó là em không có khiếu hài hước, em ít lãng mạn, ít bộc lộ cảm xúc, không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm. Vậy đó. Không hả? Thường bị cái đó đó. Dạ, theo anh nghĩ thì cảm xúc đó có thể bồi dưỡng thêm nữa ha. Dạ vâng. Cái tình trường của em sao, em đã có người yêu chưa? Về kinh nghiệm tình trường thì em vẫn là con số không tròn chỉnh chị ơi. Chị cũng hơi nghi nghi đó. Bởi vì là không có người yêu chứ nghi cái gì. Sao ông gây tôi hoài vậy? Có gì đâu nghi. Ý là nghi e ngờ tôi hát đó, em hiểu không? Dạ em xạo hiểu. Cái đó là Linh tự suy diễn. Trời, sao tự suy diễn, ta nghe ta hiểu rồi. Hiểu dạ. Cái gì? Tức ghê cái ông mối này á. Chào em. Dạ em chào chị. Hôm nay nhìn chị xinh quá. Xin lỗi chị, cảm ơn em. Đó, như vậy là có cảm xúc đó. Anh nói với em là dạ em cảm ơn chị ạ. Đối với người con gái đó, nói chung là người ta yêu bằng cái lỗ tai đó, em hiểu không? Cho nên dạ, là chị nói em chút xíu nữa, ví dụ em có gặp bạn gái bên đây á thì em hãy dùng những cái lời lẽ tương tự như vừa rồi để mà em ứng xử, nghe chưa? Dạ. Dạ. Dễ thương quá à. Đó. À được á. Em chưa yêu ai bao giờ luôn.
Dạ chưa có mối tình chính thức, nhưng mà mối tình đơn phương thì cũng được một rồi. Cái người kia có biết em yêu người ta không? Có, em có tỏ tình mà. Nhưng mà sau khi tỏ tình xong thì bạn đó chia tay em luôn. Lãng cái trời, phải nói sao chứ tự nhiên nói vừa mới tỏ tình tao nói chia tay luôn hả? Thì cái bữa đó là sau khi nhiều lần mà em đã đi chơi với bạn cũng như tặng quà rồi, thì bữa đó là em quyết định là em sẽ tỏ tình. Thế là em cũng lên kế hoạch cũng chu đáo lắm. Em cũng mua bó hoa, con gấu bông, đón bạn nữ đi ăn, đi uống cà phê. Rồi khi mà nói chuyện một lúc, cái em xin bạn nữ cho em nắm tay. Bạn cho em nắm, thế là em nghĩ trời, kiểu này là dính chắc rồi. Bước một thành công, em chuyển sang bước hai liền. Em tỏ tình với bạn. Giống như mấy trong phim ấy anh, thì cũng là em là bạn gái của anh nha. Em chỉ biết nói như vậy thôi. Bạn nói sao? Suy tư một lúc, thế là bạn không nói gì hết. Bạn nói là cho bạn thời gian suy nghĩ. Thế thì cũng chuyển qua câu chuyện cũng rất là vui. Em nghĩ trong bụng là chắc chắn là sau đêm nay là mình có bồ rồi. Thế là sáng ngày hôm sau bạn nhắn cho em một cái tin nhắn. Bạn nói là bạn không thể đón nhận được tình cảm của em được, bởi vì bạn đã thương một cái người khác rồi. Vậy thì em chỉ là đứng ở vị trí số 2 thôi. Mà em thì đem đâu chấp nhận vị trí số 2 được. Em là một là số 1, 2 là không là gì của nhau cả. Bây giờ hôm nay mới có cơ hội gặp bên đàn gái đúng không? Em sẽ không hối hận đâu. Bên gái nhà tôi hơi bị được đó. Em có người yêu chưa? À dạ đương nhiên là nếu như mà có người yêu rồi thì không tham gia chương trình rồi anh. Em có mấy mối tình rồi? À dạ khi em học cấp 3 thì em cũng có mối tình gà bông dễ thương là kỷ niệm đẹp. Em có quen một anh lớn hơn nhưng mà do là môi trường làm việc của hai anh em khác nhau nên hai anh em từ đó là không có tiếp tục nữa. Dạ. Tới giờ luôn? Dạ tới giờ luôn. Về công việc của em hiện giờ em cơ sở vật chất em tới đâu rồi? Trời ơi. Ra cái khoảng thời gian vừa rồi em không quen bạn gái, không phải là em không gặp những cô gái đẹp. Và bởi vì có hai cái lý do chính. Thứ nhất á, khi mà em còn trẻ thì em đặt ra cái khoảng thời gian mốc 5 năm của em là từ năm 20 cho tới năm 25 tuổi. Thì đó là cái khoảng thời gian em sẽ trải nghiệm cuộc sống. Em phải làm việc và chọn ra được một cái lĩnh vực, ngành nghề mà mình thích. Đây cũng là khoảng thời gian em cho phép bản thân mình được thất bại. Thế nên là cái nguồn thu nhập của em sẽ không có ổn định. Và em không muốn quen bạn gái trong khoảng thời gian này. Rồi bây giờ nguồn thu nhập ổn định chưa, nói cho bà mối biết em. Hiện tại thì công việc của em cũng đã ổn định rồi. Và em nghĩ là mình đã đủ chín chắn để mình có thể lo cho cái gia đình nhỏ của mình sau này. Hiện nay em đang làm thuê hay là làm chủ? Công ty này thì đó là do em và một số anh em lập ra. Tức là công ty em làm chủ, em làm chủ đúng không? Dạ có thể nói như vậy ạ. Đàn trai chủ một công ty. Thấy chưa? Bây giờ tôi... Ủa ông làm gì? Ông có sừng sổ. Em ơi, bây giờ nói tóm lại là bên nhà gái mình á, em nói về quan điểm của em đi. Dạ thì hiện tại á, công việc của em nghĩ là khá ổn định. Mà em quan điểm của em á, là con gái thì phải độc lập. Không thể nào mà dựa dẫm vô một người. Ví dụ như là mình sẽ có một người kế bên mình để chia sẻ, nhưng không phải là người để mình dựa dẫm. Sao? Nói chung là hai bên là cũng 1 9 1 10. Em mong muốn cái hình mẫu lý tưởng của em phải như thế nào? Em mong muốn có một số cái tiêu chí lý tưởng. Là thứ nhất là bạn trai không hút thuốc. Dạ em không hút thuốc ạ. Thấy chưa? Không hút thuốc. Thứ hai là bạn trai không có, có thể là tiết kiệm nhưng mà không phải là keo kiệt. Nó khác biệt nhau. Dạ cái này thì em đã nói trong cái ưu điểm của em là em không tính toán. Dạ thứ ba là em mong muốn là bạn trai là một người thông minh và hiểu biết, nhưng mà không phải là một người thích thể hiện và khoe mẽ. Được không em? Câu này nó hơi trừu tượng chút xíu ha. Dạ không, em chắc cũng không. Rất là điềm tĩnh chị. Lâu lâu cũng khoe một chút em. Xin lỗi bên đây cũng chủ công ty à. Không, nhưng mà chị thấy bạn này là khiêm tốn. Tại vì nãy mà khui cho nhiều, khui thiệt là khui ra. Thậm chí Linh phải hỏi thẳng bạn mới nói bạn làm chủ. Chị nghĩ theo cái cảm nhận của chị là bạn này không phải là một người thích khoe khoang. Và em mong muốn là bạn trai là một người không gia trưởng. Tức là muốn mọi thứ là chia sẻ với nhau. Có gia trưởng không bé? Dạ không, em rất là tôn trọng những người xung quanh mình. Rồi, độ đẹp trai cỡ nào? Từ Quyền Linh đổ lên hay từ Quyền Linh đổ xuống? Em nghĩ là định nghĩa đẹp trai thì của mỗi người một khác nhau ấy. Nên vì vậy là nếu như mà bạn trai lý tưởng á, là lý tưởng thôi, thì em muốn là bạn ấy cao hơn em. Tại vì em rất là thích chụp hình, cao vui vẻ. Cao nhiêu vậy? Dạ, cao khoảng 1m7 đi. Được không em? Dạ không. Dạ không. Giờ mình mét nhiêu mình nói luôn nè. Dạ em chỉ 1m65 thôi ạ. 1m65 cưng ơi. Dạ vậy thì là mẫu bạn trai tương đối. Em muốn tìm một người phụ nữ thế nào, nói luôn cho đàn gái nghe coi. Hình mẫu lý tưởng của em thì em muốn là bạn sẽ bù đắp cho em cái khuyến khuyết về mặt cảm xúc. Đó là bạn là một người người sống tình cảm, biết quan tâm chăm lo đến gia đình, vui vẻ hoạt bát, dễ gần và biết nấu ăn. Có hết. Chị có cái vụ nấu ăn biết nấu không? Dạ biết nấu nhưng mà không phải là món nào cũng biết nấu thôi. Mình nói nấu cơm ăn gia cơm đình gia là đình ok thì... đúng không? Dạ. Còn về ngoại hình thì chiều cao em nghĩ là từ khoảng 1m55 trở lên thôi. Dạ em dương.
hơn em. Dạ, mình nhiêu, mình nhiêu nè? Dạ 58. Tới 58 lận. Tới 58 lận. Da trắng. Có trắng. Có luôn, có luôn. Tóc dài. Chút đỉnh. Có hơi dài dài. Dáng người mảnh khảnh. Rồi, có luôn. Trời ơi. Mặt thân thiện. Quá thân thiện. Quá thân thiện luôn. Dạ như vậy là đủ rồi ạ. Thôi bây giờ là mình có thể hỏi người trời ơi được. Hỏi coi bên đó đi với ai. À dạ hôm nay em đi với mẹ với lại chị gái và bạn em, bạn thân em. Trước hết là xin chào hai em sinh nghi duyên dáng của chương trình, anh Quỳnh Linh và chị Hồng Vân. Tôi là mẹ của Hành Hằng. Ba mấy phút vừa rồi nghe như lời của cháu trai bên này á. Con trai mà có tự tin, cầu tiến như vậy là cũng ok. Thôi đến tuy để cổ vũ thêm tinh thần cho cháu Hằng thì tôi nhường lời cho chị của nó. Dạ, trước tiên thì xin được gửi lời chào đến anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Dạ, em là chị gái của Hạnh Hằng. Thì thấy là bạn trai bên đây thì khá là điềm đạm, đỉnh đạt. Nói chuyện thì cũng là khiêm tốn chứ đó Hằng. Chị thấy là được. Chị nghĩ rằng hai em sẽ hợp với nhau. Rồi, cảm ơn gái. Anh trai đi với ai? Dạ, hôm nay đến với chương trình thì có chị dâu của em, một cô bạn thân thời đại học và một người bạn thân từ cấp 3. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân và tất cả khán giả. Chị thấy bạn gái bên này thì rất là xinh, dễ thương, nhìn thì cũng rất là thân thiện. Được hay không là do hai em tìm hiểu với nhau. Mà mình thấy Linh có để ý, Linh thấy một bạn 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 nam đúng không, bạn thân, rồi bạn nữ bên đây cũng là bạn của Tài luôn, mà bạn nữ này cũng khá là xinh xắn luôn. Ủa bạn nữ có bạn trai chưa? Chưa hả? Ủa dạ đầu tiên thì em chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân ạ. Em là bạn thân của Tài cũng được 10 năm rồi, hai bọn em quen nhau từ thời sinh viên á. Nhưng mà có lẽ là bạn thân nói chuyện tâm sự với nhau nhiều quá chắc không yêu được. Với lại từ xưa tới nay em với Tài biết nhau, chơi với nhau chứ chưa bao giờ nghĩ tới việc là sẽ quen, sẽ yêu hay sẽ gì hết á. Chị nghĩ là bạn bè thôi ạ. Có khi có những thời gian... Uống trà sữa. Cà phê thôi, lâu lâu thôi. Có những khi là hình như hơn một năm, gần hai năm mới gặp. Tại em rất là quý Tài, ở cái đức tính của Tài rất là tốt. Em thấy bạn nữ bên đây sao? Em thấy rất là hợp với bạn em. Em nghĩ là hai bạn có thể cho nhau cơ hội, biết đâu bạn em có mối tình đầu. Hay quá. Mở ra. Đã, quay qua kìa cưng. Chào em. Dạ, em chào anh. Đến với chương trình thì anh có một cái món quà muốn dành tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng anh. Thật ra là có hai món quà lận chứ không phải là một món. Món đầu tiên là một cuốn sách mà gần đây em đọc, thì nó nói về trải nghiệm của một người trong cái suốt hành trình của người ta. Thì em ngày em có nghe nói là 5 năm đầu tiên là anh muốn là để trải nghiệm, thì em hy vọng là anh sẽ đọc cuốn sách này để cùng chia sẻ với em nếu như có thể. Món quà thứ hai em có là hai cái phong bì này, nhưng mà anh có đồng ý tham gia với em một trò chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ thì em nói luôn, hai phong bì này sẽ là có một phong bì coi như là rất là cực kỳ may mắn và một phong bì là chưa được may mắn. Có thể là nói như là một phong bì bấm nút và một phong bì không bấm nút. Anh có chơi không? Được, anh đồng ý. Dạ. À vậy thì anh hãy chọn một trong hai cái món quà này. Coi như cái phong bì không bấm nút rồi nha. Dạ. Không, em nghĩ là với cái tính cách của anh và với cái sự tỏa sáng này của anh thì em nghĩ là may mắn nhiều hơn. Anh có thể mở ra bây giờ không? Chơi được không? À em sẽ mở đầu tiên để xem là em như thế nào thì anh còn lại là em biết. Dạ rồi. Gái bên kia không? Anh sẵn sàng để mở chưa? Được, anh sẵn sàng rồi. Dạ, mời anh. Anh hồi hộp quá. Khi anh mở ra thì anh hãy đọc to rõ cho mọi người cùng nghe nha. Bóc nhầm phong bì không bấm nút nha. Gửi đến anh, cùng đi uống trà nhé anh. Vậy thì anh nghĩ đó là may mắn hay không may mắn hả? Anh nghĩ đây là một sự may mắn chứ. À vậy thì mình hãy làm điều đó. Sau đó là phong bì của em là cùng đi làm gốm anh nha. Cảm ơn em vì món quà này. Anh cũng muốn nói về một ít về cái món quà của anh. Em mở ra đi, mở ra đi cưng. Em thích hoa chứ? Dạ đương nhiên con gái mà. Đây là một bó hoa hồng vĩnh cửu, màu tím, màu tượng trưng cho sự chung thủy chân thành của anh dành cho em. Hy vọng là em là mối tình đầu của anh cũng sẽ là mối tình cuối của anh.
Trời ơi. Bó hoa này thì gồm có 11 bông và ý nghĩa của 11 bông này là một đời này anh chỉ yêu mỗi mình em thôi. Hy vọng là nếu mà sau chương trình này chúng ta có duyên với nhau thì những cái lần hẹn hò tiếp theo anh có thể nhìn thấy em mãi xinh đẹp giống như bó hoa này. Dạ em cảm ơn anh nhiều, rất là ý nghĩa. Sau khi mà em nghe anh chia sẻ thì em có suy nghĩ hay là có cảm nhận gì về anh không? Khi mà em ngồi ở bên này lúc mà cái rào che qua thì em có nghe mọi người giới thiệu cũng như là anh giới thiệu về bản thân á, thì em nghĩ là sau cái lời chia sẻ đó thì em nghĩ là anh là một người rất là cởi mở cũng như là vui vẻ, chứ không phải là như anh nói là anh không có hài hước. Em nghĩ là anh rất là vui vẻ với mọi người, nên vì vậy là em hy vọng là mình sẽ duy trì được cái sự vui vẻ đó trong ít nhất là bữa nay. Cảm ơn em, anh rất là vui khi nghe em nói điều đó. Lúc nãy khi mà nghe giọng nói của em cũng như là cách mà em chia sẻ thì anh cũng đã có cái sự mường tượng trong đầu về cái hình ảnh của em rồi, chỉ là thiếu gương mặt của em thôi. Hiện bây giờ thì cái hình ảnh đó đã rất là đầy đủ rồi. Dạ. Em có một đôi mắt rất là đẹp, nụ cười duyên và một cái khuôn mặt rất là thân thiện. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Quan điểm về chăm sóc gia đình thì sao hả anh? Chăm sóc gia đình thì anh nghĩ đây là vấn đề chung của cả hai. Anh sẽ phụ em phần đó và anh sẽ rất vui vì điều đó luôn. Em nghĩ là mình cùng san sẻ chứ không phải là chỉ phụ thôi ạ. Chắc chắn là như vậy. Rồi con trai hay là con gái? Đối với em thì sao? Đối với em thì là nếu như mà con gái thì ăn diện đồ thiệt đẹp, còn con trai thì rất là mạnh mẽ, nên em không quan trọng là trai hay gái. Không biết là mình có quan trọng không anh hả? Đối với anh thì anh không quan trọng là con trai hay con gái. Chỉ cần là tụi nó sở hữu cái sự tự tin, quyết đoán của anh và sự thông minh xinh đẹp của em, như vậy là được rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ mình hát tặng bạn gái một đoạn nào đó để trao cảm xúc cho nhau đi. Mình tiến tới mình nắm tay bạn gái mình hát một bài gì đó. Anh cũng có chuẩn bị một đoạn nhạc. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời. Sao lung linh san tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tin yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dẫu yêu có mơ về anh. Giọng hát rất là dễ thương. Lại đi cưng. Nếu vậy thì là em sẽ đáp tiếp là cái bài hát này luôn. Anh Ha. Dạ. Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, không bao giờ rời xa nhau dù cho bao đắng cay. Dạ, hay quá, đúng không thầy? Từ nãy giờ hai bạn đã nói chuyện với nhau, cũng đã nói lên cái quan điểm của mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta lắng lòng mình lại, kiểm tra con tim của mình đi. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Nắm tay được rồi đó. Tôi nghe bên đây cạch là tôi vui ghê lắm. Mà tại vì tôi biết cái bên kia cạch trước nữa. Hôn nhau nụ hôn đầu tiên. Dạ, con xin phép bác và gia đình cho con gửi cái nụ hôn đầu tiên của con cho em Hằng. Anh xin phép nhé. Em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh rồi. Không có đâu, anh tự nguyện mà đâu. Tự nguyện mà. Không, hai đứa dễ thương lắm á. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Và các bạn sẽ nhận được một năm sử dụng miễn phí Amity nếu như các bạn đăng ký kết hôn. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng, robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan, tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng